Xin chào các bạn nhé. Đoàn bóng chuyền chúng tôi đã đến chuyền cho bóng bàn. Hôm nay là các bạn ở bãi xe bên tàu. Anh em bắt đầu sáng thứ 5 đánh răng. Mọi người hãy đi hội để lấy may đầu năm nhé. Chùa Hương là một di tích lịch sử rất lâu rồi, từ có lâu nhớ rồi năm. Thực ra là rất là linh thiêng và mọi người đi Chùa Hương rất nhiều lòng. Hôm nay chúng tôi đang có mặt ở Chùa Hương lần thứ 5, lần thứ 6 không nhớ nha. Và bây giờ đang ở bãi xe. Hôm nay thay đổi rất nhiều về vấn đề sắp xếp có khách tham quan. Tới đây là xe điện này toàn xe điện nhá. Đấy, xe nào vào trong đấy về tự về giao thông rất tốt. Thì các bạn cảm nhận như thế. Còn tiếp theo chúng ta đi xe đạp. Bán vé thắng cảnh. Đây là giá vé nhá. Đấy. Cái đò vé thắng cảnh là vé xe điện ạ. Mua vé thắng cảnh, quét mã QR, có nhân viên phục vụ tận tình chu đáo. Xin chào các chị nhá. Trường đoàn mua vé. Bây giờ 16 vé kìa. 16 vé. Xin chào các chị nhân viên nhá. Chúc một buổi sáng làm việc tốt đẹp. Chúc tất cả các chị khỏe mạnh nhá, phục vụ lễ hội tốt nhá. 3 triệu. Đấy, nhìn các chị rất là xinh nhá, đón khách như đón người thân nhá. Đây là nông nghiệp và phát triển nông thôn. Vương Thị Ngọc. Khi đến bến xe là các bạn bắt đầu mua vé thắng cảnh. Và ở đây là ban quản lý đã bố trí mấy chị xinh xinh đẹp đẹp bán hàng, bán vé. Đây em chuyển tiền xong rồi. Đây rồi, anh kia mua rồi, anh ơi, anh kia mua rồi. 16 rồi. Chuyển tiền xong rồi. Thế xong là còn mua vé thì còn mua tiền thắng cảnh tham quan nữa. Trong này hết rồi. Không tính thằng cậu cả con nó đấy nhá. Rồi thằng trẻ con không, thằng bé thì thôi. 3 triệu nhận chưa? 3 triệu bao nhiêu? Mười sáu vé rồi. Cái này là trước chia luôn nhá, mỗi lần cái luôn. Chuyển khoản đấy, bây giờ tất cả là chuyển khoản. 350 ok xong, cảm ơn chị. Ok chào các chị nhá. À, chúc các chị khỏe mạnh nhá, cùng vui lội nhá. Cảnh ra mà bạn như tôi là bắt đầu đi ra nhập xe điện. Tập đoàn như tôi ra nhập xe điện này. Trường đoàn là bắt đầu là giao vé cho từng người một. 576 243 243. Xem này. Xem mấy nhà sản xuất tôi quên mất rồi. Đẹp. Xe này xe mới đấy. Xe mới tinh mà. Xe mới tinh. Hôm nay chúng tôi đi chơi điện của anh tài xế là Nguyễn Hữu Đặng, lái xe số 98. Hôm nay về anh vẫn 98. Lái xe bắt đầu đang kiểm tra là quân số. Rồi không rồi. Nói. Vào nha. Đây là vé xe điện. 16 nhân bao tiền một người? 20k. 16 là đếm ra thằng này à? Không, tính gì để bế trên nặng. 16 người tôi chọn đấy, không có nhầm đâu. Đúng chưa? Ra vé liêm yết. Lễ hội năm nay có một sự tổ chức rất là quy mô. Khách hàng đi sẽ không có những tình trạng như năm trước. Đây mua lễ hội chùa Hương nói không với bò bòi, phải không anh? Bây giờ cái câu ấy nó là xưa rồi, quả trời mưa cái cánh hàng bạch. Bây giờ là của hoành lại anh. Người nào mà cầm biết là ta cũng đưa vé đấy nhá. Còn cái tuyến bên tay trái nữa cũng cần tìm xem là bao hoa vàng. Đối diện tìm xem là nó mới chặt lại à? Bên trái cho bến đò chứ. Đò đấy, thì cái đường kia bến đò đấy. Đường 15 năm qua 15 chưa? Chưa, trên này mà xuống cầu. Có ý là gì nào? Có ý đi bên. Vâng, vâng. Có hả? Nhà Trương đấy, Văn Chương đấy. Còn phải nước ngoài đấy. Ngoài năm này đến đây, nhưng mà năm nay nó sẽ phát sinh ra cái các bác là ngồi xe điện luôn. Đấy, 20k các bác đỡ phải lôn con cái gì hết. Anh phải đi thứ năm thứ bảy chủ nhật xem là lắm. Đây mình không biết được em ạ. Anh phải 20 đi chứ. Mà lề thoải mái mà. Điểm vào biển xe của chúng tôi là Văn Chương nhá. Văn Chương. Chúng tôi từng nghỉ ở nhà nghỉ Văn Chương, dịch vụ cơm phở thuyền đò trông giữ xe nhá. Việt nhé. Ăn sáng thịt tươi nhé, anh em ăn rất là ngon miệng. Anh em chào buổi sáng nhà hàng Văn Chương nhá. Anh em ai đến thì đến nhà hàng Văn Chương nhá. Anh em đang điểm tâm buổi sáng ở nhà hàng Văn Chương nhá. Chú Đoàn chào đi cái. Anh em ăn sáng rất là ngon miệng. Rồi, anh em lên đi. Anh em chào buổi sáng bằng một tô phở thịt bò nóng giật. Rồi, ok đấy. Anh em hôm nay là đi trên xe của anh Đô nhá. Anh Đô là một trong những tài xế là rất là nhiệt tình nhá. Anh ơi, số điện thoại của anh là bao nhiêu nhỉ? 0989664641. Vâng, nhà mình ai mà đi xe thì liên hệ với anh Đô nhá. Anh tên Liên Phương, thành phố Hưng Yên. Phái đoàn của chúng em chào buổi sáng xong là bắt đầu là đi ra bến này. Hành Khương phân tích vô Cát Tường. Đây là chị em phục vụ đoàn nhá. Xin chào chị em nhá. Anh cho lên sóng luôn. Đoàn anh 16 người. Anh em đoàn bắt đầu vào bến nhá. Anh kia đây. Đây là cổng soát vé. Trước khi đi là anh em soát vé nhá. Bổ xuống. Đoàn bao nhiêu người nhỉ? Đoàn 16 người anh ơi. Cho hai cái xuồng nhá. Đang qua cửa soát vé nhá. Ô chị cha ôi. Ban tổ chức hôm nay lễ hội làm rất là văn minh. Tất cả các vé đều quét mã hết, tránh tình trạng coi là vé không đạt tiêu chuẩn. Anh đang quay em ơi. Anh em đi qua tư vé nhá, để chốc còn về nhá. Lên đò cũng là một vấn đề rất là cẩn thận nhé, chỉ cần sơ suất một chút là xe ấy đấy, đau tay đấy. Lên đò là tay không được sờ vào mặt thuyền nhá. Bạn chúng tôi đã lên. Lên đó là chúng tôi vào nhà đò Hải Vân nhá, sắm lễ. Lên đò có chỗ có bàn sắm lễ nhá, bàn nào thiếu thì bổ sung thêm. Còn tôi là sắp lễ đấy. Phá đoàn chúng em lại tiếp tục. Cầu nguyện đức thánh xin cha cho các tín chủ, phù hộ cho các tín chủ cùng đoàn. và nhà yêu nhé. Sáng nay mình lên chuyến đò của Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Chùa Hương. Thẻ đây đò là bạn Nguyễn Tu Hoàng, số thẻ 3679. Bạn này rất là nhiệt tình và rất tùy duyên nhé. Chúc bạn năm mới mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc nhé. Vâng, em cũng chúc đoàn nhà mình là năm mới là đi chùa là siêu độ bình an, vâng, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vâng. Thế thay mặt đoàn là xin chân thành cảm ơn bạn nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Xong bây giờ lại tiếp tục lên đường. Đây nhà đò, đây nhà đò, đây nhà đò, đây nhà đò dân đất phục vụ anh em rất là uy tín nhá. Các bạn đi Chùa Hương thì cứ an tâm, thực sự là đây là nét thay đổi cực kỳ lớn của Chùa Hương Tích. Năm nay dịch vụ lái đò rất là đáng yêu. Tiếp tục hành trình tiếp nha. Và chúng em là bắt đầu rời về địa trình